Tiến sĩ Đoàn Hương, người phụ nữ dám chửi thẳng Hoa hậu là con điên, Olympia không phải tài năng. Khán giả truyền hình có lẽ đã khá quen thuộc với hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc ngắn, chất giọng khàn đặc trưng cùng lối tư duy, lập luận vô cùng sắc bén, đưa ra những lời khuyên cá tính. Mỗi phát ngôn của bà đều khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Từ thông tin trên báo Dân Việt được biết, tiến sĩ khoa học Đoàn Hương từng tham gia giảng dạy tại khoa ngữ văn và khoa báo chí truyền thông, nay là Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Nhiều năm trở lại đây, bà thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình VTV mang tính xã luận. Mặc dù không ngại chia sẻ những quan điểm thẳng thắn, đôi khi dễ làm mất lòng một bộ phận người xem, nhưng đời tư của vị nữ tiến sĩ lại ít được công khai, có thể nói là không có. Cho đến thời điểm hiện tại, người ta cũng không rõ bà đã lập gia đình hay chưa, bởi dù xuất hiện nhiều trên báo chí, truyền hình, nhưng bà chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này. Ngay đến quá trình học tập, làm việc của bà cũng là điều bí mật. Chỉ biết rằng nữ tiến sĩ từng có khoảng thời gian sang Liên Xô cũ tu nghiệp, bởi bà từng giãi bày trên Công an Nhân dân về việc bảo vệ luận án tiến sĩ rằng, thời tôi, phải nói đấy là một công việc cực kỳ vất vả. Thời ấy ở Nga có một hội đồng lớn, tập trung toàn bộ những nhà khoa học nổi tiếng ở toàn bộ Liên Xô cũ. Hội đồng lớn ấy chỉ định những nhà khoa học tham gia hội đồng bảo vệ luận án của mình. Và có rất nhiều vị đúng đến ngày bảo vệ luận án thì mình mới lần đầu trực tiếp gặp họ, biết họ. Ngoài ra, qua những lời tâm sự của tiến sĩ Đoàn Hương, chúng ta cũng có thể hình dung được một phần nào đó về cuộc sống của bà. Trong một lần trả lời trên An ninh Thủ đô bài giải bày, tôi là một người rất chán khi ở nhà. Vì thế tôi thương tất cả những ai phải chung sống với tôi chán đến nỗi mẹ tôi cũng chán tôi. Dù rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu mẹ, mẹ tôi thường than thở rằng, sao nghe nói con ở ngoài nói chuyện rất hay, mà sao về nhà con chẳng nói gì. Bản thân bà Đoàn Hương cũng từng kể rằng bà đi lại rất nhiều mà chủ yếu là những chuyến đi liên quan đến công việc. Đó cũng là lý do vì sao phong cách của bà được nhiều người cho là bụi bặm. Những chuyến đi liên tục xuyên qua các quốc gia, chỉ được ngủ ngồi trên ghế các sân bay với bụng đói meo, ngày này qua ngày khác để đợi nối chuyến bay. Với cuộc sống ấy, tôi không mặc kiểu Robinson và không bụi bặm mới là lạ. Gần đây, tiến sĩ có những phát ngôn gây sốc về màn hô tên trong Miss Grand Việt Nam 2022. Bà cho rằng đó là một sự điên rồ và các thí sinh đang la hét một cách bất bình thường. Mặc dù chương trình tổ chức thành công và gây được tiếng vang lớn, tuy nhiên theo bà đấy là một sự thành công lố bịch, ảnh hưởng nghiêm trọng về văn hóa và đang đi ngược tiêu chí của các cuộc thi sắc đẹp trên thế giới. Bởi vì các cuộc thi hoa hậu là để tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, vẻ đẹp tâm hồn chiều sâu và nhân ái chứ không phải tôn vinh sự lố lăng hay chỉ để làm trò cười. Đồng thời, bà cho rằng các cuộc thi như vậy sẽ còn đưa ra thế giới, bạn bè quốc tế sẽ có cái nhìn sai lệch về Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên bà có những phát ngôn về Hoa hậu. Trước đây, bà cũng từng gây sốc khi nói, Hoa hậu đúng là con điên. Đừng mong thi Hoa hậu về lấy tỷ phú, thà lấy một bà vợ mũ mĩm xinh đẹp vừa đủ, 3 trên 5 điểm thôi. Rồi về nhà hàng ngày, có người cơm bưng nước rót hiền lành còn hơn, cả ngày chỉ rắn quần đòi túi hơ mệt. Đối với phát ngôn của tiến sĩ Đoàn Hương, nhiều người hoạt động trong lĩnh vực showbiz nhanh chóng phản pháo. Các hoa hậu á hậu như Lương Thùy Linh, Trần Tiểu Vi, Lưu Thị Diễm Hương cũng đều đăng đàn trên mạng xã hội nhằm phản đối về quan điểm này. Hoa hậu Đông Nam Á Phan Hoàng Thu cho biết, cô rất thất vọng khi xem video. Tôi là học trò cũ của tiến sĩ Đoàn Hương, từng say sưa ngồi nghe cô giảng bài trên chiếc ghế cũ kỹ khi luyện thi ở một trường đại học. Không thể phủ nhận nhờ có cô, tôi đạt điểm văn là 8 và đỗ một lúc nhiều nguyện vọng vào đại học. Tôi biết ơn cô nhưng không đồng tình với các quan điểm mà cô đưa ra. Phát ngôn của cô Đoàn Hương quá cay nghiệt, phiến diện và lỗi thời. Thứ nhất, cô không phải là tỷ phú. Thứ hai, cô không phải là đàn ông. Cũng bởi vậy, luận điểm cô đưa ra để thay mặt ý kiến của những người đàn ông là hoàn toàn vô căn cứ. Tuy nhiên, phía tiến sĩ Đoàn Hương cũng đã có phản hồi trên các trang thông tin rằng nội dung đoạn clip đã bị cắt xén, dựng lại và chia sẻ nhưng không dựa trên hoàn cảnh và tình huống câu nói và cũng chưa nhận được sự đồng ý từ người phát biểu. Thật ra đây là một chia sẻ của nữ tiến sĩ khi được các sinh viên nữ đưa ra câu hỏi về việc tham gia các cuộc thi nhan sắc nhằm mục đích tiến thân thì bà cho rằng hoa hậu chỉ là một danh xưng chứ không phải là một nghề nghiệp. Thế nên giới trẻ đừng dựa trên nhan sắc vì sẽ có rất nhiều hệ lụy, nguy hiểm đi kèm, cần phải có sự nỗ lực từ chính bản thân mình. Hay như phát ngôn, đàn bà là giống cực kỳ khó hiểu, cũng gây không ít sóng gió trên mạng xã hội. Ngoài ra, bà cũng từng gây chú ý khi nói về chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Bà không ngần ngại nêu quan điểm thí sinh Olympia không thể gọi là tài năng. Chương trình quả thật là rất thông minh. Có một khoảng thời gian, người ta cho rằng Việt Nam đào tạo tài năng cho Úc, rồi sau đó quốc gia này cho mấy học bổng của trường đại học tư nhân khoảng 30.000 đến 50.000 đô la Mỹ, tương đương với 682 triệu đồng. Đến 1,1 tỷ đồng. Đây không phải là tài năng. Những câu hỏi trong Olympia là đã có câu trả lời, có đáp án sẵn. Tài năng là khi nào có thể trả lời được những câu hỏi không có đáp án.
Bên cạnh đó là rất nhiều câu hỏi khác nữa như người Việt trẻ nên bớt sống ảo và học cách mưu sinh. Quan điểm này của bà nhận được khá nhiều sự ủng hộ vì mọi người cho rằng một bộ phận giới trẻ ngày nay dùng mạng xã hội để thể hiện bản thân nhưng chưa phù hợp. Qua đây, có thể thấy những ý kiến của bà Đoàn Hương nhiều lần gây ra những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa dư luận. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng nữ tiến sĩ này luôn có cá tính và lập luận rất riêng, tạo nên nhiều dấu ấn cá nhân. Quan điểm mỗi người là khác nhau và chúng ta không thể ép mọi người suy nghĩ giống mình. Bên cạnh những tranh cãi trái chiều thì chúng ta cũng sẽ cần nhìn lại một chút, suy ngẫm một chút về các câu nói của tiến sĩ Đoàn Hương vì biết đâu chúng ta sẽ có thêm những cái nhìn đa chiều cũng như những bài học trong cuộc sống.